Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong video mới này thì cơ sở đồ gỗ Yên Lanh tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một lô hoành phi bằng gỗ mít. Đây là lô hoành phi chúng tôi làm số lượng lớn để bán buôn, bán lẻ ra thị trường. Và toàn bộ những bức hoành phi gỗ mít này là chúng tôi làm nền trơn, không chặt gấm và chạm ba chữ Đức Lưu Quang, có xen kẽ là Tư Quý. Kích thước của những bộ hoành phi này là dài 1m97, sâu 67. Toàn bộ ván là chúng tôi làm dày 2 phân. Trong những clip trước thì chúng tôi đã làm những mẫu hoành phi lồng cuốn thư hay là những bức hoành phi chặt gấm chúng tôi cũng giới thiệu rồi. Thì trong video tiếp này chúng tôi sẽ giới thiệu một lô hoành phi bằng gỗ mít. Thì quý vị nào muốn sở hữu những bức hoành phi như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi là những cơ sở sản xuất đi đầu trên toàn quốc, luôn luôn sản xuất ra những mẫu mã mới, mẫu mã đa dạng kích thước, và chúng tôi sẽ sản xuất theo lô thì giá thành nó sẽ được giảm đi rất là nhiều. Toàn bộ phần khuôn là chúng tôi làm to 6 phân. Đây là những mẫu hoành phi lồng cuốn thư đây. Xung quanh có chạy chữ công. Và quý vị có thể theo dõi những clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu những phần nong khung và hoàn chỉnh cả câu đối rồi. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Thì quý vị sẽ nhận được thông báo những cái clip mới. Mình hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.